Xin chào các em, cô là Hoàng Thị Huế, giáo viên trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải, tỉnh Hưng Yên. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho các em một chuyên đề lịch sử lớp 12, chuyên đề Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến 1991, Liên bang Nga từ 1991 đến 2000. Trong chuyên đề này, cô sẽ hướng dẫn với các em hai phần. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ khái quát nội dung kiến thức cơ bản, và phần thứ hai, các em sẽ luyện tập. Trong phần nội dung chuyên đề này, mục tiêu các em cần hiểu được hai vấn đề chính sau đây. Thứ nhất là Liên Xô từ 1945 đến 1991 và Liên bang Nga từ 1991 đến 2000. Riêng phần Hai La Mã, các nước Đông Âu từ 1945 đến 1991, phần này theo chương trình giảm tải của Bộ Giáo dục, các em về nhà đọc thêm sách giáo khoa. Trước khi vào bài mới, cô mời các em nhìn lên dòng thời gian trên bảng. Đây là dòng thời gian về thời gian và sự kiện của lịch sử Liên Xô từ năm 1917 đến năm 1941. Lượng kiến thức này các em đã được học trong chương trình lớp 11, nhưng nó nằm trong kiến thức ôn thi Trung học phổ thông quốc gia, vì vậy cô tổng kết lại cho các em. Các em nhìn vào mốc thời gian thứ nhất, năm 1917, với hình ảnh Lenin và cuộc cách mạng tháng 10. Đây là cuộc cách mạng có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với nhân loại. Năm 1917, cách mạng tháng 10 Nga thành công. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, giống như mặt trời chói lọi, cách mạng tháng 10 chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh loài người bị áp bức bóc lột trên thế giới. Trải qua hơn 100 năm cho đến thời điểm bây giờ, tình hình thế giới có nhiều biến động, đổi thay, nhưng cuộc cách mạng vĩ đại nhất của thế kỷ thứ 20 vẫn luôn sống mãi và tỏa sáng trong lòng nhân loại. Năm 1921, nước Nga Xô Viết bước vào thời kỳ hòa bình xây dựng đất nước. Năm 1922, Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết gọi tắt là Liên Xô được thành lập với biểu tượng lá cờ đỏ búa liềm. Từ năm 1925, Liên Xô bắt đầu công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội với những kế hoạch 5 năm đầu tiên. Năm 1941, phát xít Đức tấn công Liên Xô. Cuộc chiến đấu ái quốc của nhân dân Liên Xô bắt đầu, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tạm thời hoãn lại. Đến năm 1945, sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc, nhân dân Liên Xô bắt tay vào công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh và tiếp tục công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Các em vào phần Một La Mã. Một La Mã, Liên Xô từ 1945 đến 1991. Các em nhìn lên bảng. Lịch sử Liên Xô từ 1945 đến 1991 chia làm 3 giai đoạn. Từ 1945 đến 1950, giai đoạn khôi phục kinh tế. Từ 1950 đến 1973, tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Từ 1973 đến 1991, Liên Xô khủng hoảng và sụp đổ. Phần này kiến thức giảm tải, mời các em đọc sách giáo khoa. Trước hết, chúng ta sẽ vào phần thứ nhất của giai đoạn này. Lịch sử Liên Xô từ 1945 đến 1950, Liên Xô khôi phục kinh tế. Từ năm 1945 đến năm 1950, Liên Xô khôi phục kinh tế trong hoàn cảnh thứ nhất là thuận lợi, đất nước được giải phóng, nhân dân hoàn toàn tin tưởng, ủng hộ cách mạng. Tuy nhiên, bước ra khỏi chiến tranh thế giới thứ hai, trong tư thế một dân tộc chiến thắng, nhưng Liên Xô phải chịu những hy sinh tổn thất hết sức nặng nề. Hơn 27 triệu người chết, 1710 thành phố, 70.000 làng mạc bị phá hủy, 32.000 nhà máy xí nghiệp bị tàn phá, đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù khó khăn như vậy, vượt qua mọi thách thức khó khăn, với tinh thần tự lực, tự cường, nhân dân Liên Xô bắt tay vào công cuộc khôi phục kinh tế, với biện pháp thực hiện kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế từ 1946 đến 1950. Cô nhắc lại, thực hiện kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế từ 1946 đến 1950. Công cuộc này đạt những thành tựu to lớn. Về kinh tế, công nghiệp. Năm 1947, công nghiệp được phục hồi. Năm 1950, sản lượng công nghiệp tăng 73% so với trước chiến tranh.
dự kiến tăng 48%. Hơn 6.200 nhà máy xí nghiệp được xây dựng, củng cố đưa vào sản xuất. Về nông nghiệp, năm 1950, nông nghiệp đạt mức trước chiến tranh. Về khoa học kỹ thuật, năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử. Các em nhìn lên bảng. Ngày 29 tháng 8 năm 1949, Liên Xô thử quả bom nguyên tử đầu tiên. Sự kiện này có ý nghĩa vô cùng quan trọng các em ạ. Đã phá vỡ thế độc quyền nguyên tử của Mỹ. Công cuộc khôi phục kinh tế của Liên Xô có ý nghĩa vô cùng to lớn, đảm bảo được đời sống nhân dân sau chiến tranh và tạo những cơ sở quan trọng để Liên Xô phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ sang giai đoạn thứ hai của Liên Xô. Liên Xô tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 1950 đến 1973. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 1950 đến 1973 diễn ra trong hoàn cảnh trong nước, nhân dân tin tưởng, ủng hộ. Thế giới, sự chống phá của các thế lực thù địch, trật tự hai cực rất căng thẳng. Biện pháp Liên Xô đề ra trong giai đoạn này là tiếp tục thực hiện nhiều kế hoạch dài hạn. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Liên Xô đạt được những thành tựu vô cùng to lớn. Các em khẳng định và ghi vào vở. Thứ nhất, về kinh tế. Công nghiệp, Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới sau Mỹ. Một số ngành công nghiệp có sản lượng cao nhất thế giới như là dầu mỏ, than, thép. Đi đầu trong một số ngành công nghiệp mới như là vũ trụ, hạt nhân, nguyên tử. Thứ hai, về nông nghiệp, mặc dù còn khó khăn nhưng sản lượng nông phẩm vẫn tăng trung bình hàng năm 16%. Về khoa học kỹ thuật, Liên Xô đạt được những thành tựu kỳ diệu. Năm 1957, Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo. Kèm quan sát trên bảng. Ngày 4 tháng 10 năm 1957, Liên Xô phóng thành công vệ tinh Sputnik. Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo, các em ạ. Và sự kiện thứ hai quan trọng về khoa học kỹ thuật nữa. Năm 1961, phóng tàu vũ trụ đưa nhà du hành vũ trụ Gagarin bay vào quỹ đạo trái đất. Trên mặt trận bảng là hình ảnh phi hành gia Yuri Gagarin đã trở thành người đầu tiên bay vào vũ trụ ngày 12 tháng 4 năm 1961. Sự kiện này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đã mở ra kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người. Về chính trị xã hội, giai đoạn này tình hình chính trị xã hội của Liên Xô là ổn định. Công nhân chiếm hơn 55% số người lao động trong cả nước, trình độ học vấn của người dân không ngừng nâng cao. Về đối ngoại, Liên Xô thực hiện chính sách bảo vệ hòa bình thế giới, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Thứ nhất, củng cố tăng cường sức mạnh của nhà nước Xô Viết. Thứ hai, nâng cao vị thế của Liên Xô trên trường quốc tế. Thứ ba, Liên Xô trở thành nước xã hội chủ nghĩa lớn nhất, là chỗ dựa của phong trào cách mạng thế giới, là thành trì của hòa bình thế giới. Các em nhìn lên bảng và vẽ cho cô cái sơ đồ này vào vở. Khẳng định những điểm mấu chốt quan trọng trên dòng thời gian của Liên Xô cho đến thời điểm chúng ta học. Năm 1917, cách mạng tháng 10, thành công. Từ năm 1950, 45 đến 1950, khôi phục kinh tế. Từ 1950 đến 1973, thành tựu to lớn nhất đó là cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới sau Mỹ. Các em ạ,
giai đoạn phát triển của Liên Xô từ 1950 đến 1973 là giai đoạn phát triển rất mạnh mẽ của Liên Xô. Và Liên Xô được đánh giá là một trong năm siêu cường của thế giới qua mọi thời đại. Thứ nhất là đế chế La Mã, thứ hai là đế chế Mông Cổ, thứ ba đế quốc Anh, thứ tư là sức mạnh Xô Viết và thứ năm là Hoa Kỳ. Vậy một siêu cường phát triển hùng mạnh mà lại lâm vào tình trạng khủng hoảng và sụp đổ trong một thời gian ngắn từ 1973 đến 1991. Vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến sự khủng hoảng và sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu? Nguyên nhân thứ nhất, do đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí. Nguyên nhân thứ hai, không bắt kịp bước phát triển của khoa học kỹ thuật tiên tiến. Thứ ba, khi tiến hành cải tổ lại phạm phải sai lầm trên nhiều mặt, làm cho khủng hoảng càng thêm trầm trọng hơn. Thứ tư là sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Trong các nguyên nhân trên, kem lưu ý cho cô nguyên nhân thứ nhất là đường lối lãnh đạo chủ quan, duy ý chí là nguyên nhân quan trọng. Sự sụp đổ của Liên Xô là sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực đang xây dựng ở nước Nga Xô Viết và sau đó là Liên Xô, chứ không phải sự sụp đổ của nguyên lý chủ nghĩa Mác Lênin về chủ nghĩa xã hội. Hiện nay, em thấy chủ nghĩa xã hội vẫn đang tồn tại vững mạnh ở Việt Nam, Trung Quốc, một số nước khác và cả ở bên kia bán cầu Tây, đất nước Cuba nhỏ bé anh hùng. Vậy nên, hãy để chiến hạm Rạng Đông tiếp tục neo đậu trên sông Neva và để lá cờ đỏ Búa Liềm hiện hữu cho niềm tin chiến thắng, tư tưởng của cách mạng tháng 10 không có lỗi. Các em ạ, sự sụp đổ của Liên Xô giống như một cây đại thụ của chủ nghĩa xã hội đã đổ xuống. Điều này không chỉ tác động đến quan hệ quốc tế nói chung, mà còn ảnh hưởng đến hệ thống xã hội chủ nghĩa nói riêng. Thứ nhất, các em nhìn lên bảng. Ảnh hưởng thứ nhất đối với quan hệ quốc tế là trật tự thế giới hai cực IANTA sụp đổ. Thứ hai, sự tan rã của Liên Xô đã tạo cho Mỹ một lợi thế tạm thời. Mỹ ra sức thiết lập trật tự thế giới một cực để làm bá chủ thế giới. Đây là tác động sự sụp đổ của Liên Xô đối với quan hệ quốc tế. Bên cạnh đó, sự sụp đổ của Liên Xô còn có tác động đến hệ thống xã hội chủ nghĩa. Thứ nhất, là sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu là một tổn thất to lớn đối với các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Thứ hai, hệ thống xã hội chủ nghĩa không còn tồn tại, chủ nghĩa xã hội lâm vào thời kỳ thoái trào. Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là một bước thụt lùi của chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, đã để lại những ảnh hưởng to lớn và tổn thất lớn đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Vậy, Việt Nam đã rút ra được những bài học kinh nghiệm nào trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội từ sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu? Mời các em quan sát lên bảng. Chúng ta đã rút ra một số bài học kinh nghiệm từ sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu. Bài học thứ nhất, bài học về giữ vững sự lãnh đạo của chính đảng, đảm bảo dân chủ và công bằng trong đảng, trong nhân dân. Thứ hai, bài học về công cuộc đổi mới, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, chú ý đổi mới chính trị, tư tưởng, văn hóa. Thứ ba, bài học về hội nhập kinh tế, văn hóa, phát triển khoa học công nghệ, nhất là trong thời đại 4.0. Bài học thứ tư, bài học về chống diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ, đảm bảo vừa xây dựng vừa bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Đây là bốn bài học quan trọng, một số bài học quan trọng chúng ta rút ra trong quá trình sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu để chúng ta tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sau khi Liên Xô sụp đổ,
Liên bang Nga là quốc gia kế tục Liên Xô trong quan hệ quốc tế. Vậy tình hình Liên bang Nga từ 1991 đến 2000 có những biến động như thế nào? Chúng ta sang phần Ba La Mã. Liên bang Nga từ 1991 đến 2000. Mời các em quan sát lên bảng. Đây là vị tổng thống Nga đầu tiên. Ông Boris Yeltsin, sinh năm 1931, mất năm 2007, là tổng thống Nga từ 1991 đến 1999. Các em lưu ý, ông là vị tổng thống Nga đầu tiên. Mời các em quan sát lên bảng. Đây là hình ảnh ông Vladimir Putin, sinh năm 1952, là tổng thống Nga nhiệm kỳ 2000-2008 và đương nhiệm từ năm 2012 cho đến nay. Và tình hình Nga từ 1991 đến 2000 có những điểm nổi bật sau đây. Các em lưu ý cho cô. Thứ nhất, Nga là quốc gia kế tục Liên Xô trong quan hệ quốc tế. Về kinh tế, từ 1990 đến 1995, kinh tế suy thoái, tức là tốc độ tăng trưởng luôn là số âm. Từ 1996, phục hồi và có những bước phát triển. Về chính trị xã hội, tháng 12 năm 1993, Hiến pháp Nga ban hành quy định thể chế Tổng thống Liên bang. Về đối nội, Nga phải đối mặt với nhiều thách thức như là tranh chấp giữa các đảng phái và xung đột sắc tộc. Về đối ngoại, một mặt Nga tăng cường quan hệ với phương Tây, ban đầu là theo định hướng Đại Tây Dương, ngả về các nước phương Tây với mong muốn nhận được sự viện trợ về kinh tế và ủng hộ về chính trị. Nhưng mặt khác thì Nga cũng khôi phục và phát triển quan hệ với Trung Quốc, Ấn Độ và các nước ASEAN. Đây là tình hình kinh tế, chính trị xã hội và đối ngoại của Nga. Từ năm 2000, Nga có nhiều chuyển biến khả quan và triển vọng phát triển. Trong lịch sử, Liên Xô cũ và Liên bang Nga đối với Việt Nam luôn có mối quan hệ gắn bó, hữu nghị và luôn ổn định, tốt đẹp. Các em có thể nhìn lên bảng. Từ năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao với các nước. Ngày 30 tháng 1 năm 1950, Liên Xô và Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng minh mật thiết sẵn sàng bảo vệ nhau. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của nhân dân Việt Nam, người anh cả Liên Xô đã viện trợ cho chúng ta pháo cao xạ, xe vận tải, thuốc ký ninh và một số phương tiện chiến tranh giúp nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thắng lợi. Sau khi hòa bình lập lại, Liên Xô cử chuyên gia sang Việt Nam ủng hộ cơ sở vật chất để Việt Nam tiếp tục củng cố khôi phục đất nước sau chiến tranh và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đối với Liên bang Nga, ngày 16 tháng 6 năm 1994, tại Moscow, Liên bang Nga và Việt Nam đã ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga. Sau đó, năm 2001, hai bên đã nâng tầm lên là đối tác chiến lược toàn cầu. Nga xuất khẩu sang Việt Nam máy móc, thép và các thiết bị. Việt Nam xuất khẩu sang Nga lương thực, thực phẩm và một số vải vóc. Như vậy, quan hệ Việt Nam và Liên bang Nga cũng như Liên Xô cũ trước đây luôn ổn định và hữu nghị trong mọi giai đoạn. Các em có biết những công trình nào của Việt Nam mang dấu ấn tình hữu nghị của Việt Nam, Liên Xô và Liên bang Nga bây giờ hay không? Các em quan sát một số hình ảnh trên bảng. Đây là Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thứ hai là mỏ dầu Bạch Hổ. Đây là Thủy điện Hòa Bình. Và đây là Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô. Và rất nhiều công trình ở Việt Nam mang dấu ấn hữu nghị của Việt Nam và Liên Xô cũng như Liên bang Nga về kinh tế và những công trình văn hóa. Tóm lại, nhìn vào bản đồ thế giới, các em nhìn thấy nước Nga, Liên bang Nga với diện tích số 1 thế giới và dân số đứng thứ 9 thế giới. Theo số liệu năm 2015, Liên bang Nga là một cực trong thế đa cực của xu thế hiện tại bây giờ.
và Liên bang Nga luôn khẳng định vai trò của mình trong quan hệ quốc tế. Trong những ngày gần đây, cả thế giới đang gồng mình lên chống đại dịch COVID-19. Tổng thống Nga Putin đã khẳng định sẽ viện trợ cho Italia thiết bị, máy móc, trang bị y tế và hỗ trợ cả bác sĩ, y tá để giúp nhân dân Italia vượt qua khó khăn về dịch bệnh lúc này, khẳng định vai trò quốc tế của Liên bang Nga trong tình hình quốc tế hiện tại. Như vậy, cô đã hoàn thiện cho các em nội dung của bài giảng này. Bây giờ chúng ta sang phần thứ hai. Phần thứ hai chúng ta bắt đầu luyện tập. Câu hỏi thứ nhất đến với các em. Câu hỏi ở cấp độ nhận biết. Câu hỏi này nằm trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân Liên Xô bước vào công cuộc khôi phục kinh tế và tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh. Phương án A, bị quân đội các nước đế quốc tấn công. Phương án B, chịu tổn thất nặng nề do chiến tranh. Phương án C, chính quyền Xô Viết vừa được thành lập. Phương án D, vừa hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc. Với câu 1 nhận biết như thế này và kiến thức cô vừa dạy, các em sẽ chọn cho cô một đáp án. Đáp án của chúng ta đó là đáp án B. Câu 2. Câu hỏi nhận biết. Trong công cuộc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô chú trọng vào ngành kinh tế nào? Các em lưu ý từ khóa ở trên đề bài là chú trọng vào ngành kinh tế nào? Có 4 phương án. Phương án A, công nghiệp nặng. Phương án B, công nghiệp nhẹ. Phương án C, dịch vụ và du lịch. Phương án D là nông nghiệp. Các em chọn một đáp án đúng. Đáp án của chúng ta đó là đáp án A, công nghiệp nặng. Trước mắt chúng ta là câu 3, câu hỏi nhận biết. Trong khoảng 3 thập niên đầu sau chiến tranh, Liên Xô là nước đi đầu trong lĩnh vực. Các em lưu ý từ khóa trên đề bài đó là đi đầu trong lĩnh vực. Chúng ta chọn một đáp án đó là đi đầu trong lĩnh vực công nghiệp vũ trụ và điện hạt nhân. Câu 4, câu hỏi nhận biết. Từ năm 1946 đến 1950, Liên Xô đạt được thành tựu là. Các em nhìn lên bảng có mốc thời gian là từ 1946 đến 1950 và câu hỏi là về thành tựu. Vậy chúng ta chọn trên 4 đáp án ấy, các em chọn một đáp án đúng. Đáp án D, hoàn thành trước thời hạn kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế. Câu 5, câu hỏi nhận biết. Câu này nằm trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Tháng 12 năm 1993, Hiến pháp Nga ban hành quy định thể chế. Phương án A, quân chủ chuyên chế. Phương án B, quân chủ lập hiến. Phương án C, tổng thống liên bang. Phương án D là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Đáp án chúng ta được chọn đó là đáp án C. Các em sang câu thứ 6, câu hỏi thông hiểu. Thành tựu khoa học kỹ thuật nào của Liên Xô có ý nghĩa mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người? Phương án A, đi đầu trong công nghiệp vũ trụ. Phương án B, chế tạo thành công bom nguyên tử. Phương án C, phóng thành công vệ tinh nhân tạo vào quỹ đạo trái đất. Phương án D, phóng tàu vũ trụ đưa Gagarin bay vòng quanh trái đất. Câu hỏi là có ý nghĩa mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ. Các em chọn cho cô đáp án đúng, đó là đáp án D. Chúng ta đến với câu 7, câu hỏi thông hiểu. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm 1949 có ý nghĩa gì? Các em chọn đáp án luôn, đó là phá thế độc quyền nguyên tử của Mỹ. Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử, phá thế độc quyền nguyên tử của Mỹ. Chúng ta đến với câu 8, câu hỏi thông hiểu. Nhân dân Liên Xô hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế 1946-1950 chủ yếu dựa vào. Các em nhấn mạnh cho cô, tinh thần tự lực tự cường, chọn phương án A. Các em đến với câu 9, câu hỏi thông hiểu, ý nghĩa sự kiện Liên Xô phóng vệ tinh nhân tạo vào năm 1957. Có 4 đáp án, các em chọn cho cô một đáp án đúng. Năm 1957, Liên Xô phóng vệ tinh nhân tạo
và là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo? Chọn cho cô đáp án B. Chúng ta đến với câu 10. Câu hỏi thông hiểu. Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ 20, Liên Xô thực hiện chính sách đối ngoại. Phương án A, hòa bình trung lập không liên kết. Phương án B, tích cực ngăn chặn vũ khí hủy diệt. Phương án C, bảo vệ hòa bình thế giới, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Phương án D là kiên quyết chống lại chính sách gây chiến của Mỹ. Kem chọn một đáp án đúng, đó là đáp án C, bảo vệ hòa bình thế giới, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Cô đã nhấn mạnh Liên Xô là thành trì của hòa bình thế giới và là chỗ dựa của phong trào giải phóng dân tộc thế giới. Chúng ta đến với câu 11. Câu hỏi thông hiểu. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự tan rã của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu. Câu này cô đã nhấn mạnh hai lần. Vậy các em chọn cho cô một đáp án. Đó là đáp án D, do đường lối lãnh đạo chủ quan duy ý chí. Chúng ta đến với câu 12. Câu hỏi thông hiểu. Thành tựu quan trọng nhất Liên Xô đạt được sau chiến tranh thế giới thứ hai là? Các em lưu ý cái từ khóa ở trên đề bài đó là quan trọng nhất. Quan trọng nhất. Vậy các em chọn cho cô một đáp án trong bốn đáp án này. Đó là Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới sau Mỹ. Câu 13. Câu hỏi vận dụng. Mục đích sử dụng năng lượng nguyên tử của Liên Xô khác Mỹ ở điểm nào? Mục đích sử dụng năng lượng nguyên tử của Liên Xô khác Mỹ ở điểm nào? Các em lưu ý, có 4 phương án. Phương án A, mở rộng lãnh thổ. B là khống chế các nước khác. C là duy trì nền hòa bình thế giới. Và D, ủng hộ phong trào cách mạng thế giới. Các em chọn cho cô đáp án đúng, đó là duy trì hòa bình và an ninh thế giới. Chúng ta đến với câu 14. Câu hỏi vận dụng. Nhận xét nào dưới đây phản ánh đúng vai trò của Liên Xô đối với phong trào giải phóng dân tộc thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai? Phương án A là đồng minh tin cậy. Phương án B là cầu nối ký kết các hiệp ước ngoại giao. Phương án C là nước viện trợ không hoàn lại. Và D là chỗ dựa vững chắc. Các em chọn đáp án đúng, đó là chỗ dựa vững chắc của phong trào cách mạng thế giới. Câu thứ 15. Câu hỏi vận dụng cao. Nhận định nào dưới đây không đúng về Liên bang Nga? Các em lưu ý, không đúng về Liên bang Nga. Phương án A, Liên bang Nga là quốc gia kế tục Liên Xô. Phương án B, Liên bang Nga đang xây dựng chủ nghĩa xã hội. Phương án C, nước Nga phải đối mặt với nhiều thách thức. Phương án D, vị thế của Nga ngày càng nâng cao trên trường quốc tế. Vậy trong 4 phương án này, các em thấy rằng có một phương án sai, đó là Liên bang Nga xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vì vậy chúng ta chọn đáp án, đó là đáp án B. Liên bang Nga đang xây dựng chủ nghĩa xã hội là nói không đúng về Liên bang Nga. Chúng ta đến câu hỏi thứ 16. Câu vận dụng cao. Một trong những bài học kinh nghiệm được rút ra từ sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu cho Việt Nam là? Cô đã nhấn mạnh rồi, các em chọn cho cô một đáp án. Đó là đảm bảo dân chủ và công bằng trong đảng, trong nhân dân. Chúng ta đến với câu cuối cùng. Câu hỏi vận dụng cao. Từ chính sách đối nội, đối ngoại của Liên Xô và Mỹ, hãy rút ra sự khác biệt về bản chất chính quyền của Liên Xô so với Mỹ. Phương án A là quân chủ chuyên chế. Phương án B, chuyên chính dân chủ tư sản. Phương án C, quân chủ lập hiến. Và phương án D là chuyên chính dân chủ nhân dân. Các em chọn một phương án đúng. Đó là phương án chuyên chính dân chủ nhân dân. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.